Bạn cô Georgia đến đây có việc gì vậy? Anh nghĩ tại sao tôi phải lặn lội đến tận đây chỉ để nhìn mặt anh Kim Minh Kiêu thôi sao? Làm sao có thể chứ? Hôm nay tôi đến để tặng anh Kim Minh Kiêu món quà lớn nhất đời anh, cũng có thể lấy lại mang đi. Nếu như tôi mang món quà đi thì hẳn trong lòng anh Kim Minh Kiêu sẽ vô cùng nuối tiếc đó. Tôi chắc chắn luôn. Tôi không đủ kiên nhẫn ngồi lâu để nghe cô nói chuyện không đâu đâu. Nhóm Santa Maria rất hay đến quán của tôi để uống nước. Nghe nói anh đòi lại nhà kho và bắt họ mang tất cả đồ đạc đi hết. Georgia thì cũng sắp sửa đi Úc nữa. Sao tôi phải quan tâm? Làm gì có chuyện anh không quan tâm. Vậy sao còn mở cửa cho tôi vào? Nè, giờ là món quà tặng cho anh. Hôm qua Sanip đã qua chỗ tôi khóc lóc và kể lể khá nhiều. Cậu ta kể anh Hóc Tan đang định nâng cấp thứ gì đó, hình như là một món quà đồ điện tử để tặng anh Kim Minh Kiêu. Còn cho cha bạn tôi, chỉ để làm thức ăn thật sạch để mang đến cho anh. Mà hai bàn tay cô ấy chịu đủ kiểu vết thương. Bây giờ trong ký ức của họ sẽ không còn sự tồn tại của anh Kim Minh Kiêu nữa. Những ký ức giữa anh và bọn họ trước đây sẽ trở thành những ký ức mờ ảo của riêng mình anh Kim Minh Kiêu mà thôi. Còn về phần Georgia, nếu không phải là Kim Minh Kiêu, sau này chắc chắn sẽ gặp một chàng trai khác. Wow! Vậy sao hồi đó Georgia lại chủ động hôn anh Kim Minh Kiêu? Từ khi nào mà Georgia mong muốn mình là một con người đường đường chính chính chứ không phải là robot? Đối với người đàn ông, dù biết mình là một con robot thôi mà vẫn nói lời yêu, liệu chị A của chúng tôi có những suy nghĩ gì đây? Đáp án của những câu hỏi mà tôi nói không phải món quà của cuộc đời sao? Đó là món quà xinh đẹp đến mức anh không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể tin vào cảm nhận của bản thân mình thôi. Món quà nhỏ đó, bây giờ anh Kim Minh Kiêu đã mãi mãi đánh mất nó rồi. Chị A đi đâu rồi sao? Chị A hả? Ờ, đi gặp ba rồi. Ừ. Cho mình xin miếng nước đi, khát quá. Hả? Ăn cơm luôn nha. Nếu như lúc đó họ có thể nói hết sự thật ra cho cậu biết, nếu vậy thì cậu sẽ ra sao đây? Liệu niềm vui khi biết Achiba là con người sẽ lớn hơn sự phản bội này hay sao? Mày bị điên thiệt rồi đó, Kim Min Kiêu. Sao mày lại tới đây chứ? Chả cá, chả cá, chả cá đây. Chả cá về tới rồi đây. Nóng lắm mọi người cẩn thận đó nha. Ôi thích quá. Em trai chúng ta chắc tự biết chăm sóc bản thân ha. Bây giờ trong ký ức của họ sẽ không còn sự tồn tại của anh Kim Minh Kiêu nữa. Thì Kim Minh Kiêu phải sống chứ. Những ký ức giữa anh và bọn họ trước đây sẽ trở thành những ký ức mờ ảo của riêng mình anh Kim Minh Kiêu mà thôi. Đã có ai liên lạc cho chúng ta gửi Achiba chưa giáo sư? Ờ, đó chính là xe của em trai. Chính là xe của em trai mà. Cầm giùm em một chút đi. Nè, nè. Chờ đã em trai ơi. Nó. Em trai ơi. Nó. Em trai. Ai da, ai da trời. Ai da, ai da, ai da. Em trai. Chiếc xe đi được kìa. Chờ chút nha. Em trai ơi. Em trai à. Em trai. Em trai. Khi nào xong thì cô báo cho tôi biết nha. Dạ cảm ơn anh à. Ba ơi, ba vẫn khỏe chứ? Con có mang quà tới cho ba nè.
Nhờ có ba là ba của con, con đã cố gắng để làm tốt. Người đàn ông mà con yêu lúc này rất thích cây dù mà con đã sáng tạo, và cũng rất thích cặp bóng đèn trái tim của con nữa đó ba. Chị con đã làm không được tốt nên đã làm cho anh ấy bị tổn thương rất nhiều. Nhưng mà con rất nhớ anh ấy. Con phải làm sao đây hả ba? Là cây dù lúc đó sao? Vậy là mình đang cầm hai cây dù giống hệt nhau sao? Vì vậy mà từ lúc nào đó trong đời, tôi đã nghĩ rằng hình như mình tồn tại chỉ để làm một người thật vô dụng mà thôi. Sao mà nghĩ ra được thứ này hay vậy ta? Là thiên tài hả? Nếu không thì là nghệ nhân. Tôi thật sự rất muốn gặp thử người đã tạo ra cây dù tuyệt vời này. Và đã có một người giúp cho tôi nhận ra là mình vẫn có ích, giúp cho tôi không từ bỏ mọi cố gắng của mình bấy lâu nay. Nụ hôn đó chính là thực hiện cho lúc này đây.